Thân chào các bạn, trước mặt các bạn là trường Đại học Quang Trung ở Nhân Bình nha bạn. Thấy trong sân trường đang có cái bảng chào đón tân sinh viên khóa 18 này. Không biết trường này bữa nay có học sinh không bạn? Chứ trường này lâu nay mình nghe nói là trường này cái số học sinh học theo học trường đây thì hình như giảm. Không biết là bữa nay cái phong trào tuyển sinh bữa nay có mạnh hay không thì mình cũng chưa rõ các bạn. Còn hôm nay mình đi, thật ra là mình đi ra phía sau cái trường này bạn. Trường này nó nằm ở Nhân Bình, nó nằm cũng gần gần với trường Cao Đẳng các bạn, giống như sau lưng trường Cao Đẳng á, trường Cao Đẳng Bình Định á, ở đường Hùng Vương á. Còn cái đường đây là đường Đào Tấn đi Tuy Phước. Cái mặt tiền của trường đại học đây là nó quay ra cái đường Đào Tấn mà đó, Đào Tấn là xe chạy ngoài đó mà. Giờ hôm nay sẵn mình đi làm trong cái khu nhà dân đâu phía sau trường này bạn, mình đi sẵn mình quay luôn cái cảnh khu dân cư phía sau đây các bạn. Khu dân cư đây chắc cũng có lâu rồi chứ không phải khu dân cư mới. Mời các bạn đi theo tham quan. Mình thật sự mình cũng chưa biết cái khu dân cư đây các bạn. Mình cũng đi có gì mình quay nấy các bạn xem cho vui. Giờ mình đi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu đi nha các bạn. Đi hết cái bờ tường đây rồi rẽ qua bên trái nè. Đó, mình cũng bật cái Google Maps chạy cho mình cũng chưa biết cái chỗ làm ở đâu nữa bạn. Đi tới đâu quay tới đó các bạn xem gì vui. Trời bữa nay nó lại hơi nắng mà ngày hôm qua thì âm u đó. Nó kêu rẽ phải nè bạn, à rẽ trái nè bạn. Đường bê tông vô đây là đường bê tông. Cái đường đấy hình như đi ra đường Đào Tấn rồi bạn, chắc là có cái đường đi ra mình không để ý. Ba trăm mét rẽ phải đây, cái khu dân cư đây lâu, cái đường bê tông đây cũng có vẻ khá lâu rồi. Trong đây cũng thấy một mặt nhà, còn cái mặt bên đây là cái kênh chạy dọc theo cái bờ tường của trường Quang Trung rồi. Hồi giờ mình chưa vào cái khu đây mà. Khu đây là thuộc Nhân Bình. Ở đây thấy còn là đất trống, nó cũng gần đường Đạo Tấn, cách nó vào khoảng vài trăm mét thôi mà. Đây cũng còn ruộng này, người ta cũng làm mấy cái thửa ruộng nhỏ nhỏ, đây mới gặt. Bên kia họ trồng rau muống, có một số kia dưới kia họ trồng dưa hay gì. Đây chỗ đây hồi trước cũng có mộ ta chôn ở đây nè, chôn vô trong mấy cái mảnh vườn này luôn. Như vậy cái chỗ này cũng còn, nói chung còn có vẻ thôn quê đó. Cũng có một số nhà họ cất lầu nhưng mà chắc một lầu, một trệt một lầu, cũng không có nhà cao. Đây là trường phía sau trường Quang Trung thôi mà. Trường Quang Trung diện tích cũng khá rộng á. Đây ở trong rộng muống nè bạn. Ở bên trong kia có một khu mộ nhỏ nhỏ. À, đây họ đang xây nhà. Không phải, chắc là làm cái vườn bán cà phê. Giờ chuẩn bị rẽ phải các bạn. Đây tới ngã ba bạn, rồi mình sẽ rẽ bên phải.
Đâu là anh đi làm ở nhà dân mà trong trường hợp này mà nếu mà không có Google Maps thì không biết cái đường nào đi mà. Trong đây đâu có số có xíu gì đâu. 200 mét nữa rẽ trái các bạn. Đó, đường bê tông. Lúa là chín đấy bạn. Chỗ này lúa chín, chỗ này mấy cái khoảnh vườn khoảnh ruộng này thì có vẻ rộng rộng hơn chút. Còn bên đây người ta gặt rồi. Không biết lúa ở đây người ta làm một năm mấy vụ nữa. Còn ở hôm bữa mình đi trước nhà thờ Đồng Sông thì nghe nói là một năm người ta làm tới 3 vụ bạn. Cái lúa gì không biết là một năm tới 3 vụ rồi. Chuẩn bị rẽ trái các bạn. Kia còn có cái đường đi ra nữa. Để trong này thì nhà, nói chung là nhà xưa còn nhiều bạn. Xưa không phải xưa lắm, cũng xưa vừa vừa. Nói chung người ta chưa xây dựng nhà cao tầng nhiều. Khu đây cũng gần đường lộ các bạn. Chứ cũng không xa lắm. Đây mình tới cái ngã ba đây rẽ bên trái các bạn. Đây cũng có đường đi ra nè, chắc cũng đi ra đường Đào Tấn. Nói chung là ở mấy cái đường này cũng thế nào đi ra cũng ra đường Đào Tấn các bạn. Ở trong đây người ta cũng còn ruộng nhiều quá chứ. Người ta trồng ruộng khá nhiều, cũng có một số trồng rau muống. Cái đường mình đi đây là phía sau của trường cao đẳng các bạn. Bên xa xa kia bạn thấy một số cái nóc nhà đỏ đỏ đỏ. Chắc xa quá thì bạn không biết có nhìn rõ không. Đó là phía sau của trường cao đẳng. Phía sau đó là có cái đường sắt Quy Nhơn Diêu Trì các bạn. Nó chạy phía sau trường cao đẳng. Mình lần đầu tiên mình đi vô xóm đây. Chứ không đi làm mình cũng không vô đây làm gì mà. Tại trong đây thì mình cũng chẳng thấy có di tích gì. Nói chung là bây giờ mình đi tham quan cái khu dân cư họ ở trong này thôi. Đây mấy cái mộ đây hình như người ta chưa có quy tập, mà chưa có giải tỏa mà. Một số mộ ở dưới Trà Vinh thì người ta đã cho quy tập hết rồi bạn, quy tập vô về khu mộ của Trường Úc á, khu mộ nghĩa trang Nhân Bình á. Còn đây khu đây mộ cũng khá nhiều à. Thì hồi xưa là cứ chỗ nào mà trống là người ta chôn, tại hồi xưa đất đai nó rộng mà. Một số người thì họ có vườn rộng thì họ chôn ở trong vườn. Họ chừa một mảnh đất làm một khu mộ chuẩn bị rẽ phải mà. Không biết phải rẽ đường này không phải, chắc đường dưới kia. Đây bên kia là trường cao đẳng. Đó cái đường sắt này bạn. Thấy đường sắt luôn rồi. Đi ra đây là đụng đường sắt luôn đó. Đó. Thấy đường sắt cách khỏi mấy chục mét à. Vậy khu cái đường này nó chạy dọc theo đường. Đây chuẩn bị tới đám cưới á. Kêu đẹp phải không biết. Đường nào đây. Đây cua đây bạn. Trời ơi, nếu không có bắt Google thì chẳng biết cái đường nào mà đi. Đây, trời ơi, ổng đây. Đó, bạn thấy cái sạp ta dựng kia chưa? Đó, có nhạc đó. Thôi, xin chào các bạn. Mình tới chỗ làm. Mình mới đi vào cái chỗ làm các bạn, mà còn sớm quá, mình đi sớm mình đi quay phim luôn á. Thì mình ra lại phía sau trường cao đẳng nè các bạn. Trước mặt các bạn là cái đường ray xe lửa nó băng qua phía sau trường cao đẳng á. Thì tới cái ngã ba đây là hồi nãy cua qua tay phải là mình vô chỗ làm á, mình bỏ cái đàn đó, là bây giờ mình thấy có một con đường phía bên tay trái nè, nó chạy lên tới bệnh viện Lao các bạn.
thấy trên Google Maps nó báo vậy, mình đi thử con đường đó rồi quay thêm một số hình ảnh các bạn xem cái khu dân cư đó là dọc theo cái đường sắt này. Đây mình qua bên tay trái, thấy Google Maps nó báo là khoảng 800 m, 850 m, nó gần cái số, không biết đường xa đi có dễ không, mình đi thử. Chứ sao thôi thì cái đường ra xe lửa rồi bạn. mình lên sẵn quay đường ra xe lửa luôn rồi, chắc phải đi đường khác. Chắc nó chỉ lộn, à chắc nó chỉ băng qua cái đường rẽ xe lửa. Thế đây nó kẹt đường rẽ xe lửa, à đây có đường đi lên này bạn, coi thì xe có lên được không. Đây đường rẽ xe lửa, hồ không lên được bạn. Đây người ta vô nhà dân, đây đường rẽ xe lửa mà. Phía sau trường cao đẳng này. Đây. Vậy là hồi nãy nó báo là nó báo đi đường bên kia các bạn, mình nói ủa sao lạ đó? Mình thấy có cái đường bên đây, đường đây nó kẹt cái đường ra xe lửa, là nó không có chỉ đi đường đây. Là nếu mình đi qua đường đây, mình đi được xuống cái đường bê tông đây chắc lên được, nó chạy theo xe máy đó. Thôi mình đi đường khác, kệ vô đây đoạn cho các bạn thấy cái khu dân cư sát cái đường ra xe lửa sau trường cao đẳng. À, mình đi lại đây, nãy mình chạy vô đường đây, hôm đi tiếp đường khác. Bây giờ mình trở ra lại đó các bạn, trở lại cái đường bê tông hồi nãy nè. Hồi nãy là mình đi thẳng vô đây là vô chỗ làm mà, bây giờ mình đi xuống dưới đây một đoạn, có cái đường đi ra là sẽ có đường đi lên miền Lao, mình đi đường đó tham quan cho vui. Đi lòng vòng mà trong cái khu đây cho biết luôn, hồi giờ mình đâu có biết cái chỗ đây mà, à chỗ bên đây người ta trồng rau muống không à bạn, các bạn đi cho vui luôn. Đây mình qua lại cái khu hồi nãy là khu mộ bạn, khu mộ xưa. Đây là đi đâu đây? Để mình coi từ phải đường đây. À đúng rồi bạn, bây giờ mình rẽ qua bên tay trái đây. Đây là cái đường đi ra Đào Tấn này mà. Hồi nãy mình đi vô đường đây nè. Giờ mình rẽ qua tay trái rồi. Đi đây là nó theo Google báo khoảng 7 phút rồi. Ở đây thì người ta cũng đã gạch hết rồi, lúa gạch hết rồi. Đường bê tông đây cũng cũ rồi mà, cũng lâu, có vẻ lâu rồi. Nhỏ, có 2,5 m, 3 m. Đây là cái gì đây? À, hình như một cái trường nhỏ nhỏ, không biết là trường gì. À, vịt. Người ta thả vịt cho ăn. Mấy cái lúa còn sót rồi. Ở đây thì có mấy cái thửa ruộng tương đối lớn lớn mà. Đây, bên đây này. Đây là Nhân Bình nha bạn. Phía ngoài xa xa kia là đường Đào Tấn á. Trong đây cũng còn ruộng khá nhiều á. Đây có một cái đập tràn. Rồi vô đây thoáng các bạn. Đây mà cái mùa mà lúa chín mà đi mấy cái đây nó thơm lắm mà. Lúa chín mà nhất là buổi chiều á.
Mình nhớ hồi xưa mà đi dạy về mấy cái vùng nông thôn đây là đạp xe đạp là đi buổi chiều mà lúa chín là rồi mùi nó thơm ghê. Bây giờ rẽ trái rồi. Đây rẽ trái. Đi lên bệnh viện tâm thần. Ồ đường này đường hồi xưa giống như là người ta đổ đường nhựa mà hay bê tông, hình như đường nhựa mà nó bị loang lỗ nhựa cũ chỗ này là vậy. Là hồi xưa nó có cái đường này, chắc đường này lâu rồi mà nhựa xưa này. Nhựa bây giờ nó bị loang lỗ nhưng mà còn dấu tích nhựa à, không phải sỏi bê tông các bạn. Đây này, đây này, này bê tông nhưng mà đường này lâu quá rồi. Bê tông chứ không phải nhựa. Ở dưới kia mình tưởng nhựa ở, do người ta đổ một lớp ở trên mình tưởng nhựa mà không phải, đường bê tông ở dưới là bê tông. Như vậy là không phải hồi xưa. Hồi xưa thì thường thường là đường nhựa không à. Đây nó gần gần như đường nhựa, nhìn giống như giống. Đây là lúa chín. Nhìn kìa thấy núi Trần Úc rồi à. Đây là đường từ trường Đại học Quang Trung à, sáng mình đi làm đám cưới là mình đi theo đường bê tông đi lên tới bệnh viện Lao ở cầu Xuân An mà đường như Tâm Thông bệnh viện Lao á. Không biết là nó ra tới cái ngã ba ngã tư gì thấy Google Maps của chị. Ủa, chỗ đây mùa này mà động nước kìa, chắc mùa kia chắc đi không được. Xe đi qua. Nước cũng thấp thấp thôi mà, nhưng mà tại sao ra chỗ đây nước dữ, chắc bể, mình nghĩ là bể cái đường ống nước gì đây. Ơi trời. Thằng kia nó chạy gì vậy mà nó chạy cho nhanh nó văng nước luôn. Có lẽ là cái đường ống nước nó bị bể. Mình nghĩ đây, còn đây thì không biết nước gì ở đâu ra. Cái mùa đây là sao mà ngập, mùa khô mà. Rồi phải mùa mưa à, có à, ngày hôm qua xin lỗi, ngày hôm qua mưa bạn quên nha. Ngày hôm qua mưa tầm tã, tự nhiên mưa bất chợt á, chắc cái chỗ đó nó động nước trong đây cũng rồi. Đây cũng vậy nè. Ồ ngày hôm qua mưa lớn lắm trời, tại vậy cái khu đây mà mùa mưa chắc chịu không nổi mà. Mới ngày hôm qua mưa một xíu mà coi nè các bạn, coi nè. À đúng rồi, ra tới cái trường tiểu học Nhân Phú này là mình nhớ cái chỗ đây là đi ra bệnh viện tâm thần này, đúng rồi. Hôm trước mình có vô chỗ đây một lần này. Ồ ngập hết rồi mà, mưa xíu ngập hết. Trời. Hôm trước mình đi tìm cái thiền công thất thì mình có đi ra chỗ đây một lần. Đúng rồi. Đây là ra tàu lửa nè, băng qua rừng rè xe lửa nè. Đó, băng ra lại rè xe lửa là đi ra cái bệnh viện tâm thần ấy. Cái rè xe lửa này gần như cũng hình như một ngày có một chuyến, có chuyến tàu. Cái đây là thuộc khu dân cư ở trên cái bệnh viện tâm thần rồi các bạn. Tới đây là như tới cái bệnh viện tâm thần.
coi thử đường nào đây. Đúng rồi, hình như ra bệnh viện Bình Thân không phải. Đây là hội quán Ngọc Dũng. Đây là khu vực Bình Thân, tức là nó lên tới gần cầu Xuân An rồi các bạn. Khu dân cư đây hồi xưa trong đây là gần như không ai ở, trong này vắng lắm. Ở dưới chợ Vinh mà đã vắng rồi, muốn gì trên này. Hồi xưa trên này đây cũng còn một số nhà lụp xụp. Đúng rồi, mình ra tới cái ngã ba đây là chạy lên bệnh viện Tâm Thần rồi. À, đi ra đường lộ nè, ngã ba đây để trái đi ra đường lộ nè. À, đi lên bệnh viện Tâm Thần. Okay, hôm trước mình có đi một lần tới ngã ba đó mà mình hôm trước là mình đi mình tới ngã ba, mình rẽ bên tay trái là mình đi ngược lên trên Diêu Trì. À, còn đi xuống là trường Đại học Quang Trung. Cái đây là từ ngoài đường Hùng Vương đi vào bệnh viện Tâm Thần. Mưa một xíu mà trong này nước nồi tùm lum. Đây này, nước. Tới mùa mưa rồi, cái khu đây là không xong rồi đó. Đọng nước, người ta phải múc. Ồ, cái này nước quá bạn. À, thôi, nói chung là mình trở ra lại, đi cho biết cái đường rồi. Đi ra tới bệnh viện Tâm Thần. Ra tới đường lộ bạn. Thôi mình trở lại nha bạn. Chỗ đây nước nó nôi tùm lum, nước hơi sâu. Thôi mình chạy qua luôn. Thì tối các bạn khó hình dung. Đây bệnh viện Tâm Thần đây, hình như bệnh viện Tâm Thần hay bệnh viện Lao chứ. Bệnh viện Lao và bệnh viện Phổi này. À, bây giờ mình cua lại các bạn. Rồi đi ra nữa tới bệnh viện Tâm Thần á. Giờ mình cua lại, mình đi về lại trường Đại học Quang Trung. Đi cho biết cái đường ở trong khu dân cư đây. Mùa nắng, mùa đây mùa hè bạn, mới mưa một trận đêm qua này, coi này nước dập dần. Nói chung mới đầu mình lạ, cho đi vài lần thì nó cũng quen rồi. Đi vài lần cũng hơi thuộc đường. Cái này thì thuộc Nhân Phú các bạn. Chỗ đây là thuộc Nhân Phú. Hồi nãy mình ở dưới kia là thuộc Nhân Bình. Nói chung là nó cũng thuộc Quy Nhơn. Hồi xưa như cái khu này là chắc thuộc, mình nghĩ là thuộc Tuy Phước bạn. Hồi xưa Nhân Phú hay là Bùi Thị Xuân, Phú Tài rồi nó thuộc Tuy Phước. Quy Nhơn mình là như tới cầu đôi à. Rồi sau nó mở rộng lên chợ Vinh là Nhân Bình á, rồi mở rộng lên nữa Nhân Phú rồi lên Phú Tài luôn. Đây tới ngã ba đây là của tay trái mà à, là mình đi xuống trường Đại học Quang Trung. Còn tay phải nãy là mình đi
ra cái đường mà đi lên cầu Vũ Trì mà nó dọc cái bờ sông á, đi lên cầu Vũ Trì. Đây mình đi ngược lại tay trái, tay phải thôi, xin lỗi, đi qua tay phải là đi về lại trường Đại học Quang Trung. Hồi trước mình có vô chỗ đây thì mình không biết cái đường này, mà mình đâu biết đường này đi đâu. Giờ mình ở dưới đi lên thì mới biết là cái đường từ Đại học Quang Trung đi lên Bệnh viện Tâm Thần có cái đường này. Như vậy là cái đường này là không biết là nó hình thành từ hồi lúc nào bạn. Chứ hồi xưa thì mình cứ đi ngoài đường lộ, cho mình đâu có đi cái đường trong này làm gì. Bây giờ trong đây người ta ở cũng đông rồi bạn, nhưng mà nhà hình như là cũng cũ không. Khu đây nhà cũng xây lại rồi bạn, cũng xây lại rồi nhưng mà cũng lâu, chắc cũng khá lâu rồi. Chứ không phải nhà cũ, đây là mấy nhà đại học sửa sang rồi lại hết rồi. Nhưng mà trong đây thì nói chung là đất đai cũng còn khá nhiều rồi. Đó bạn thấy mưa một trận, mới một trận đêm qua mà coi nước nổi này. Đây nước. Còn nếu tới mùa mưa thì không biết sao rồi. Hồi nãy mình tưởng là bể ống nước, mình nghĩ mùa nắng là nước đâu chảy tùm lum. Đường này cái bê tông nó cũng cũ rồi, đi dòng không được êm. Đây người ta có nuôi yến mà, mới đi ngang cái đoạn là thấy có nhà nuôi yến. Bữa nay người ta làm cái tiếng kêu nhân tạo, tiếng kêu giả chim yến, coi như là để dụ yến. Chứ hồi xưa làm gì yến mà vô tới đây mà làm tổ mà. Này môi trường càng ngày càng khắc nghiệt. Hồi xưa mình nhớ là yến nó chỉ làm tổ ở ngoài tự nhiên, mấy cái hốc núi ở ngoài biển các bạn. Đây mình ra lại cái khúc đây là chắc tới Nhuận Bình rồi bạn. Đây cái đường lộ đây chạy thẳng ra là ra tới Đào Tấn á. Còn mình cua qua bên tay phải là đi về phía trường Cao Đẳng các bạn. Đó là hồi nãy là mình đi phía đó qua đó. Chắc tới đây có đường bê tông đi qua. À, trường Cao Đẳng phía xa mà đây là tới Nhân Bình rồi. Qua trường Cao Đẳng đây như thuộc Nhân Phú chứ, nhưng mà cái khu dân cư trước mặt các bạn đây là như chắc thuộc Nhân Bình, là vì cái đường lộ ngoài kia mà nhìn thấy cầu rồi, sắp tới cái đường Đào Tấn rồi. Cái khu dân cư đây chắc Nhân Bình, nhưng mà trường Cao Đẳng hình như thuộc Nhân Phú. Đường bê tông hồi nãy mình đi mà đi rẽ tay phải mình đi qua lại cái trường Cao Đẳng, còn đi thẳng là mình đi ra cái đường Đào Tấn là ra Nhân Bình các bạn. Còn đây trường Cao Đẳng thì nhiều vẫn thuộc Nhân Phú.
Ồ, bắt đầu ở đây nghe mùi thơm của lúa mà. Tại vì theo cái chiều gió này. Nghe mùi thơm, cái đây mà buổi chiều mà gió nhẹ 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 nó phảng phất thơm lắm. Bây giờ trời nắng. Trời nắng cái mùi nó bốc lên cao quá mà. Mình chắc em nghe thông thoảng. Buổi chiều là trời nó mát, cái mùi nó không bốc lên được. Là nó bay là đà dưới là mình đi trên đường là thơm ghê lắm. À, mình đi lại cái ngã ba hồi nãy mình xuất phát để đi lên bệnh viện tâm thần. Bây giờ mình sẽ trở vào lại cái chỗ làm à. Giờ này chắc cũng chưa làm đâu. Mình đi lên sớm trước cả tiếng hồ để đi coi phim cho vui. Mình cứ chạy vô lại, rẽ qua tay phải, chạy vào lại chỗ làm đám cưới. Đây, khu mộ hồi nãy các bạn thấy nè. Thôi mình xin dừng video đây các bạn. Rồi, xin thân ái chào tất cả các bạn. Những hình ảnh chắc có thể chưa bao giờ các bạn thấy, bây giờ các bạn sẽ thấy, các bạn đã thấy. À, xin chào các bạn.